Ủa, chủ tịch. Chủ tịch có sao không ạ? Tôi không sao. Dạ, xin chào chủ tịch. Mẹ. Nhân à, Cường tốc độ đã giao chức chủ tịch cho con rồi sao? Ông ta nói đây là món quà của con. Nhưng thật sự món quà này không hợp với con. Nhưng con phải nhận nó để cho ông ta vui. Đây cũng là một cách để lấy lòng ông ta. Một món quà có giá trị, nhưng không biết ông ta muốn gì ở con đây. Con không cần biết ông ta muốn gì. Con chỉ cần biết con đang muốn gì mà thôi. Mẹ, mẹ tìm con có chuyện gì không? Mẹ nghe nói cả tuần con không về nhà. Con đi đâu? Con sống ở đâu vậy? Con ở khách sạn. Sao con không về nhà? Con còn nhà đâu mà về hả mẹ? Bà nội chờ con ở nhà đó. Con về đó đi. Làm sao con có thể về được khi mọi người biết con là con trai của Cường Tốc Độ, kẻ thù của gia đình mình. Với lại Thiền Đức đã thay thế chỗ của con. Con không có ý nghĩa gì nữa đâu. Con mà nói như vậy là con đã phụ lòng bà nội đã nuôi dưỡng con bấy lâu nay. Con người ta sống phải có cái tình cái nghĩa con à. Không phải cứ nói bỏ là bỏ được đâu. Cũng giống như mẹ đã từng nói với con, mẹ có nỗi khổ riêng khi từ bỏ ba Đăng. Lúc đó mẹ không cho con biết nỗi khổ của mẹ là gì. Sau này con mới biết được, mẹ vì bảo vệ Thiên Đức cho nên mẹ mới nhận lời lấy Cường Tốc Độ. Con cũng vậy thôi. Con cũng có nỗi khổ riêng của mình mà. Con vẫn giữ ý định trả thù sao? Đó là việc con phải làm. Mẹ cũng đã từng có ý định như con, nhưng để đối phó với Cường Tốc Độ lại là một chuyện không thể nào làm được. Ông ta có thể làm bất cứ điều gì mà ông ta muốn. Nhân à, hãy dừng lại đi con. Ông ta đã gây ra nhiều tội ác, lưới trời khó thoát. Mẹ tin rằng đến một lúc nào đó ông ta sẽ phải bị trừng trị thôi. Con không thể để cho ông ta lún sâu vào tội ác. Con phải ngăn ông ta lại. Nhân à, khó khăn lắm mẹ con mình mới được gặp nhau. Mẹ rất sợ con gặp phải nguy hiểm. Mẹ yên tâm đi, con không sao đâu. Thùy Dung, em cũng đến đây nữa. Em đến gặp Thiện Nhân thôi. À, vậy thì tốt quá rồi. Một lát nữa chúng ta đi ăn mừng con trai của mình nhé. Tôi không đi đâu. Cũng được, nhưng mà nè, con cũng nên thay đổi cái xưng hô đi, nghe nó khó chịu lắm. Dạ. Con cũng nên dọn về nhà ở đi. Thiên Đức đã bỏ đi rồi, không phải là ba từ bỏ nó, mà nó muốn trở về với cội nguồn của nó. Tạm thời con muốn ở lại khách sạn một thời gian
Khi nào thích hợp con sẽ về. Tùy con. Thôi được rồi, em ở chơi với con đi, anh có việc phải đi. Alo, ai đó? Cường tốc độ. Anh làm gì nóng giận vậy? Mỹ Trinh. Phải, là tôi đây. Thì ra bao nhiêu năm qua, Cường tốc độ làm giàu bằng cách đục khoét tiền từ trong tập đoàn khách sạn mà ra. Vậy mà báo chí vẫn ca ngợi doanh nhân thành đạt, là người có trái tim nhân ái. Đúng là trò lừa bịp thiên hạ. Tôi không biết các cổ đông của ông biết chuyện này thì sự việc sẽ như thế nào. Tôi đã phát cho ông một bản, hãy xem đi. Cô giỏi lắm. Cô hại chết má tôi. Bây giờ cô lại bày ra cái trò này nữa. Má anh đáng tội chết. Đó là lẽ đương nhiên. Bây giờ đứa con trong bụng tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Giờ tôi phải hại anh thân bại danh liệt thì tôi mới hả dạ. Sao hả? Anh sợ rồi phải không? Cũng muốn gì? Tôi muốn anh giao chức chủ tịch tập đoàn khách sạn Thiên Đường cho tôi. Đừng có hòng. Cô nằm mơ cũng không có chuyện đó đâu. Tôi biết trước anh sẽ không đồng ý chuyện này, nên tôi đã gửi phát cho các cổ đông của anh. Cuộc chơi quá hứng thú có phải không? Quân bài cuối cùng cũng đã xuất chiêu. Ông bình tĩnh mà đón nhận đi. Dạ em nghe giám đốc. Em gọi cho thằng Bình vô đi. Dạ. Bà vừa lòng chưa? Vô đi. Anh Hai gọi em. Coi đi. Cái này em hiểu em chết liền á. Đúng là ngu đần mà. Trong này viết cái gì anh? Đó là số tiền được rút ra từ quỹ đen đó. Quỹ đen hả? Quỹ đen là gì? Mẹ
kiếp mày ngu quá đi. Bây giờ dù tao có nói mày cũng không hiểu được nữa. Anh sai em đánh đâu thì em đánh đó chứ. Ba cái chữ nghĩa này em chịu thua. Để tao nói cho mày biết, quỹ đen chính là số tiền đục khoét trong tập đoàn của mình. Nếu như chuyện này mà để cho tất cả các cổ đông biết được thì họ sẽ rút vốn. Lúc đó thiệt hại rất là nặng, mày có biết không? Đứa nào dám làm việc này, anh cho em biết đi, em xử đi cho. Là thằng Đức chắc chắn là nó đứng sau vụ này. Chỉ có mình nó duy nhất biết được quỷ đen thôi. Trời ơi, tao đã nuôi dưỡng xem nó như là con của tao từ nhỏ vậy, mà bây giờ nó phản bội tao vậy đó. Mẹ kiếp cái thằng này. Ê thiệt, vụ này em lo được. Anh, giao cho em việc này đi. Đi làm đi. Dạ. Mình ngồi bàn này nha. Dạ. Cho em hỏi hai anh chị dùng gì ạ? Nước cam. Dạ. Ly cà phê đá. Dạ. Anh chị đợi chút ạ. Đây là tiền thưởng của cậu. Ông Vương mà biết chuyện này chắc là giết tôi chết. Tôi không nói, cậu không nói thì làm sao ông ta biết được? Bà nói đúng đó. Cảm ơn bà. Đàn bà đó lại gây ra chuyện gì ở đây nữa vậy? Hình như mình đã gặp người thanh niên này rồi. Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Anh đã gặp người thanh niên đi với bà Hồng rồi. Anh gặp anh ta ở đâu? Khách sạn Thiên Đường. Bà ta gặp nhân viên của khách sạn ba anh ở đây để làm cái gì vậy ta? Hay là lại bày mưu tính kế rồi hãm hại, hãm hại ba anh hả? Dạ em mời anh chị. Cảm ơn anh. Dạ. Anh cảm ơn em đã an ủi và động viên Thiên Đức. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Em với Thiên Đức là bạn, bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện bình thường mà. Ủa vậy anh kêu em ra đây để nói chuyện cảm ơn thôi đó hả? À không, anh kêu em ra đây là để báo cho em biết một tin.
Anh đã dò la tin tức của luật sư Kiên rồi. Luật sư Kiên sẽ đáp chuyến bay vào tối thứ hai tuần sau. Tụi mình đi ra sân bay đón chú Kiên nha. Anh nghĩ là Sơn Râu cũng sẽ có mặt ở sân bay. Em đi theo anh nguy hiểm lắm. Nhưng mà có anh ở bên cạnh, em sẽ không sợ gì hết á. Anh nghĩ là em nên ở nhà. Anh sẽ bảo vệ luật sư Kiên đến nơi an toàn. Sau đó anh sẽ dẫn em đến gặp luật sư Kiên. Ok. Anh gọi cho ai vậy? Anh gọi cho Thiên Đức, nhưng anh gọi không được. Nó tới kìa. Khoan đã, em kéo xuống. Chính là hắn ta. Mày chắc không? Chắc. Ta đã gặp hắn ta hai lần rồi. Nó giữ chức cái toán trưởng đó. Cho con Mỹ Trinh biết Mỹ đen trong khách sạn phải không? Chó sao? Công cho người nuôi dưỡng mày như vậy đó. Mày ghi ra chuyện này chỉ có con đường chết. Nhưng mày cũng là chó như nhau. Mày lên mặt làm gì? Hả?
tụi nó đi. Dạ. Mày. Đó kìa đại ca. Qua đi chơi. Mấy ông là ai vậy? Cứ đi rồi biết. Đi thì đâu thôi, hỏi làm gì. Mấy anh đưa tôi đi đâu? Mày cứ ra đây rồi biết. Tới rồi, hỏi gì nhiều vậy? Với bà Hồng. Nói mày. Tôi không biết. Mà mấy ông là ai? Mày không biết hả? Tôi không biết. Sao nãy giờ không nói? Đợi tụi nó đánh xong mới nói. Dạ. Nói. Anh. Nói đi. Dạ. Tôi biết bà Hồng. Tôi biết bà Hồng. Tôi lấy thông tin bên thiên đường đưa cho bà Hồng. Trước khi mày rời khỏi nhà tao, mày đã thề là sẽ không bao giờ trở lại ngôi nhà này nữa. Mày có làm được không? Bây giờ thì mày đang ở nhà tao, quỳ trước mặt tao. Khốn nạn. Được không bao giờ muốn bước chân được căn nhà này nữa. Ôi, có phải mày muốn trả thù cho cha mày bằng cách mày bán tất cả thông tin của tao cho người đàn bà đó không? Đúng không? Hả? Được không bao giờ là chuyện đó. Dòng máu trong người của tôi đang chảy không phải là dòng máu tàn bạo và độc ác giống như ông. Địch tử không bao giờ làm những chuyện dơ bẩn đó. Khốn nạn! Mày trả ơn cho người đã nuôi dưỡng mày bấy lâu là vậy đó hả? Ông cho tôi không khác gì một con chó. Ông bố thí cho tôi một cục xương để tôi trung thành tuyệt đối với ông. Mày láo hả mày? Láo hả mày? Mày cũng là một con chó được ban cho cút xương. Cố gắng trung thành với ông đi. Tránh ra. Con. Đừng ơi. Làm cái gì con tôi vậy? Đồ bán đứng. Đó phải chịu hình phạt. Anh hại anh đang chưa đủ, bây giờ anh muốn hại con của anh luôn hả? Cô im đi. Cô đừng bao giờ nhắc tới cái thằng khốn nạn trước mặt tôi. Cô hiểu chưa? Mọi chuyện là do thằng này gây ra. Bà muốn biết, hỏi hắn đi. Anh Vương ơi, anh tha cho em đi. Em không biết gì hết trơn á. Bà Lâm Hồng có dụ dỗ em. Anh tha cho em đi anh Vương. Anh tha cho em đi. Khốn nạn! Dám ở nước tao hả? Mình! Dạ. Lui ra đi! Anh Vương!
Anh Vương, đứng lên. Đứng lên. Tha cho em đi anh Vương. Đứng lên. Anh Vương. Con có sao không con? Tôi đã nói với ông rồi, tôi không làm những chuyện dơ bẩn đó. Có gì lần này tôi nợ cậu? Tôi và ông không nợ nần gì nhau. Kể từ bây giờ coi như chấm dứt. Thôi để anh đưa em về. Cậu yên tâm đi, con sẽ lo cho nó. Trời ơi, có cái này cho em nè. Mấy ngày nay con em nó vô đây nè. Thì ra nó vẫn còn qua lại với thằng Nhân thằng Đức. Nó coi lời nói của mình không ra gì hết á. Em quá nghi thơ khi tin vào những lời của con em. Con Đông Vi nó không có đơn giản như em nghĩ đâu. Trứng mà đời khôn hơn vịt sao? Không có trứng thì làm sao mà có vịt? Khôn hơn là cái chắc. Anh nói cái gì? Muốn chết hả? Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Anh cứ chờ đó coi. Tôi xử con này cho anh coi. Em muốn xử thế nào? Tôi tống cổ nó qua Hàn Quốc cho xong. Sau khi xử thằng luật sư đó xong, lúc đó cả gia tài nằm gọn trong tay tôi. Nó có trở về thì cũng không làm gì được. Em lợi hại thiệt. Tuần sau luật sư Kiên về nước, anh ra sân bay đón hắn. Ok, đưa anh tiền đi, anh mới có tinh thần giải quyết vụ này. Khi nào xong việc, tôi sẽ chia sòng phẳng cho anh. Tới lúc đó, đường ai nấy đi, tình cảm chấm dứt. Được thôi. Tôi biết, bao lâu nay anh cặp kè với con Phi Phi. Anh qua mặt tôi hết lần này tới lần khác. Tôi chán anh lắm rồi. Cô tưởng tôi thích thú gì với cô à? Chẳng qua chúng ta chỉ lợi dụng nhau để trục lợi bản thân thôi. Anh đừng có tưởng anh có cùng băng ghi âm là khống chế được tôi. Nếu anh đưa ra cho công an thì tôi với anh sẽ cùng chung số phận. Cô giỏi lắm. Đi làm nhiệm vụ của anh đi. Cứ chờ đó. Thằng này không dễ cho ai qua mặt đâu. Được rồi, em vào nhà đi. Anh không vào thăm nội sao?
anh còn nhiều việc phải làm. Khi nào xong, anh sẽ về thăm nội. Em rất là khâm phục ý chí của anh. Cho dù ai có nói gì, anh chỉ là con trai của ba Đăng, là anh của em. Hãy chăm sóc cho nội nha. Em vô đi. Dân à. Anh đừng để dục mất tình yêu của mình. Đồng Vi rất là yêu anh. Anh đừng nói gì nữa. Anh hãy làm những gì trái tim anh nói. Có chuyện gì vậy? Mấy ông làm gì vậy? Nhanh lên. Lên xe, bỏ lên. Đi lại lên. Đi nhanh lên đi. Anh Nhân, đi đi, để em.
Nè, tôi đâu có gây thù chuốc oán gì đâu. Tại sao mấy người lại bắt tôi chứ? Chú à, chú cứ bình tĩnh đi. Mấy anh định đưa tôi đi đâu vậy? Tôi muốn xuống. Cho tôi xuống đi. Cho tôi xuống đi. Chú bình tĩnh đi. Được rồi, chú cứ bình tĩnh. Chú nghe điện thoại đi. Chú nghe đi. Alo. Alo. Dạ con Đông Vi đây. Chú Kiên hả? Hả? Đông Vi dạ. Hả? Con đang đâu vậy? Chú Kiên đây. Dạ chú yên tâm đi. Hai người đang đi chung với chú. Là bạn của con á. Chú biết rồi. Chú biết rồi. Con đang ở nhà hàng đợi chú nè. Được rồi. Vậy gặp lại con sau nghe. Dạ con chờ chú nha. Tôi xin lỗi. Tôi cứ nghĩ hai người là đồng bọn của bọn chúng. Nếu là con thì con cũng sẽ nghĩ như chú thôi. Tôi không ngờ vừa xuống sân bay đã có chuyện rồi. Đông Phi rất nôn nóng gặp chú. Cô ấy đã chờ chú lâu lắm rồi. Chú biết chứ. Nhưng nếu không có sự cố thì chú đã về nước giải quyết chuyện này lâu rồi. Chú gặp sự cố gì? Chú gặp chuyện gì hả? Chú bị tai nạn xe. Hôn mê gần cả một năm trời. Cũng may là chú đã bình phục lại được. Hay gì Đồng Vi không liên lạc được với chú. Chú biết rồi. Tôi là cảnh sát, yêu cầu mở cửa. Ông Trần Thanh Sơn có nhà không? Dạ 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 không có. Thank you.
Mời chú dạ. Chú Kiên. Nên đi con. Chú biết hết rồi. Chú không ngờ người đàn bà đó lại có giả tâm đến như vậy. Cũng may là ba con đã biết trước được tình hình, nên nhờ chú làm chi chút để toàn bộ tài sản lại cho con. Không thể ngờ người đàn bà đó lại làm di chúc giả để lừa con và mọi người. Cũng may là bây giờ chú về đây, chú làm cho mọi người biết sự thật. Không thôi tội nghiệp ba con quá. Ba con chết oan chỉ vì lòng tham của bà ta thôi. Con mời chú Kiên ngồi, chúng ta từ từ nói chuyện. Nếu chú không bị tai nạn thì chú đã về sớm từ lâu lắm rồi. Chú Kiên bị hôn mê gần một năm, cho nên em coi không được là gì vậy. Cũng may là chú tỉnh lại. Chắc có lẽ là nhờ ba con phù hộ cho chú. Mời ông. Chào anh. Ông luật sư. Ông về đây là tốt lắm rồi đó. Ông ngồi đi. Ông Mộc. Ông Mộc. Anh lấy điện thoại cho mình. Anh ta sẽ lật lại hồ sơ của bạn. Đồng Vi. Dạ. Cậu Nhân đây là bạn trai của con hả? Dạ. Dạ, mời chú. Thôi, mời tất cả nâng ly. Mời. Dạ. Mời. Dạ, dạ, xin mời. Làm cái gì từ tối giờ bây giờ mới nghe máy là sao? Chuyện giải quyết tới đâu rồi? Nói tôi nghe coi. Cái gì? Thằng luật sư được thằng Nhân đưa đi rồi hả? Tụi nó cấu kết với nhau, coi như tôi với anh tiêu rồi đó. Anh đúng là đồ ăn hại mà. Anh còn hỏi tôi bây giờ phải làm sao hả? Được rồi, đây là cơ hội cuối cùng cho anh đó. Anh phải đem một người tới cho tôi. Anh biết người đó là ai rồi chứ? Cường Tốc Độ, anh chờ coi tôi sẽ làm gì với anh đây. Mau chuẩn bị xe cho tôi. Alo, con nghe nè chú Bình. Con đang ở đâu vậy? Dạ con đang ở ngoài đường. Con có đi chung với Đồng Vi không? Dạ có.
Con đưa Đông Vi về nhà đi. Người của chú đang ở nhà của Đông Vi, họ có gì cũng nhờ đến Đông Vi. Dạ, con biết rồi. Có chuyện gì vậy anh? Công an đang ở nhà của em, họ muốn gặp em. Bây giờ anh chở em về. Mà anh chị dừng xe. Anh chị là ai? Dạ tôi là con gái của bà Lam Hồng. Báo cáo thiếu tá, con gái của bà Lam Hồng đã về. Được, cho cô ấy vào. Rõ, mời anh chị vô. Cảm ơn anh. Đi anh. Chào anh chị. Cô có phải là con gái của bà Lam Hồng không? Dạ. Anh là bạn trai của cổ hả? Dạ đúng à. Hiện tại bà Lam Hồng không có ở nhà. Chúng tôi đã cho người điều tra những nơi mà bà Lam Hồng thường tới. Dạ, mối quan hệ của bà Hồng rộng lắm. Thậm chí còn là con gái của bà mà cũng không biết chính xác hết những mối quan hệ đó nữa. Vì bây giờ bà Lam Hồng không có ở đây. Hiện tại trên danh nghĩa cô là con gái hợp pháp của bà Lam Hồng. Ừ. Nên chúng tôi sẽ khám xét nhà dưới sự chứng kiến của cô. Dạ. Thì các chú cứ tiến hành theo pháp luật đi ạ. Chị đưa tôi đến đây làm gì? Càng ngày trí thông minh của cô càng giảm sút rồi. Chị nói như vậy là có ý gì? Hả? Đối với ai thì tôi không biết. Nhưng với cường tốc độ, cô rất có giá trị lợi dụng. Cô biết điều đó không? Chị... Cứ ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, tôi sẽ gọi cường tốc độ tới chết chung với cô. Công an đang lục soát cô khắp nơi. Vậy mà cô dám gọi điện cho tôi hả? Xem ra cô là người thích làm phiền tôi thì phải. Đúng vậy. Chỉ cần là chuyện quan trọng
tôi sẽ không ngần ngại làm phiền ông đâu. Ván bài này cô đã thua trắng rồi. Cô đấu không lại tôi đâu, lo mà trốn cho kỹ đi. Cô nhớ nha, nếu mà để bị bắt á, thì án tử sẽ dành cho cô đó. Cuộc chơi chưa kết thúc đâu, ông đừng vội mừng. Còn bây giờ tôi muốn ông gặp một người. Nói chuyện với ông ta đi. Tôi không có gì để nói. Thùy Dung, nghe nè, tôi không cần anh giúp đỡ đâu. Tôi đã quá mệt mỏi vì sự hận thù của các người rồi. Hãy để cho tôi chết đi. Ông nghe rồi đó, cô ta muốn chết. Vậy ông có muốn chết chung với cô ta không? Lam Hồng, cô nghe tôi nói cho kỹ nè. Nếu cô mà dám đụng tới một cọng tóc của Thùy Dung, thì phần còn lại trong đời của cô sẽ sống trong địa ngục đó. Lam Hồng, cô dám à? Ông xót lắm phải không? Để tôi coi ông làm gì được tôi. Cô muốn gì? Cô nói ra đi. Tôi muốn ông đưa mặt quỷ tới gặp tôi. Tại sao phải là hắn chứ? Đừng hỏi nhiều, hãy làm theo những gì tôi yêu cầu. Còn nếu không, ông hãy chờ để nhận xác vợ ông. Mỹ Trinh, xem ra cô làm khó tôi rồi đó. Cường tốc độ, ông tưởng tôi không biết gì sao? Mặt quỷ với ông chỉ là một người thôi. Nếu có đầy đủ cơ sở xác định được thân phận thực sự của mặt quỷ, chúng ta phải cùng nhau lên một kế hoạch thật tỉ mỉ. Mặt quỷ không phải là kẻ đơn giản. Nếu muốn hắn xuất hiện nguyên hình, chắc chắn chúng ta sẽ gặp nhiều khó khăn. Với hắn, chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian và công sức. Việc quan trọng là bằng mọi giá phải đưa hắn ra trước pháp luật. Là mặt quỷ. Ừ. Alo, tôi nghe đây. Tôi có nhiệm vụ cho cậu. Được, ông nói đi. Cậu nghe cho rõ đây. Mẹ cậu đã bị tụi Lam Hồng thương trộn bắt cóc. Chúng ta phải nhanh chóng giải cứu cho bà ta trước khi quá muộn. Mẹ tôi đang ở đâu? Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu sau. Bây giờ cô phải đi, gặp lại chú sau nha. Thiện Nhân, đây là cơ hội tốt nhất để chúng ta tóm gọn mặt quỷ. Dạ. Thank you.
Mày hả mặt quỷ? Đúng vậy. Mày tới đây làm gì? Tao đến đây để cứu người. Chuyện này không có liên quan tới mày. Tao với bá Dương là chỗ thầm tình. Vợ của ông ấy cũng như người nhà của tao. Mau đưa người ra đây. Tao khuyên mày lần cuối hãy rời khỏi đây. Nếu không mày hối hận không kịp. Được. Để tao coi ai sẽ hối hận đây. Tụi mày muốn cứu đang nằm trong tay tao. Đứa nào manh động tao giết nó. Khoan, hãy thả cô ấy ra. Tao sẽ rời khỏi đây, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Mặt quỷ, mày đến một mình à? Cường tốc độ đâu? Sao không đến cứu vợ hắn? Ông ấy nhờ tao làm chuyện này. Tao muốn Cường tốc độ đến đây với mày, tao mới thả người. Cường tốc độ không giữ lời hứa thì tao không khách sáo đâu. Về nói với hắn ta, chuẩn bị nhận xác vợ đi. Khoan. Lũ ăn hại, còn đứng đó làm gì? Nói tụi nó làm cho tao. Hãy để cho nó lực trực trị bà ta. Để cái ông nữa. Mày trả thù cho con tao. Đừng! Mày đứng im. Đứng im. Đứng im. Đưa hắn đi cấp cứu.
yêu cầu bà cho biết phòng của ông Nguyễn Bá Cường ở đâu. Dạ, ở trên lầu ạ. Phiền bà dẫn chúng tôi đến đó. Dạ, mời ông. Bác sĩ, nhờ bác sĩ nhanh giúp tôi muốn gặp con trai tôi. À, cái giá phải trả. Cường tốc độ, anh không ngờ có ngày hôm nay phải không? Ở đây ai là thiện nhân? Là tôi đây. Ba anh muốn gặp anh đó. Giờ hối hận cũng đã. Bà ra tay sát hại đồng một mình, bà mới biết được là số tiền bà Phi kiếm được Quỳnh ấy lấy hết chăm sóc cho trẻ mồ côi. Bây giờ con mới hiểu, suốt 20 năm qua bà làm công việc này là vì Mã Phi. Khi tiếp xúc những đứa trẻ, bà đồng cảm với chúng. Bà coi công việc này là của bà, không phải vì Mã Phi. Mẹ đang đứng ở ngoài chợ bà. Bà làm khổ mẹ con cả đời. Giờ bà không còn mặt mũi nào gặp bà ấy. Nhưng có ai nói với mẹ con xin lỗi của bà? Tuy là một bạn rồi, chứ đứa đã xuất phát từ trái tim của ba. Cô Dung, cô cứ bình tĩnh đi, đừng quá lo lắng, sẽ có hại tới sức khỏe đó. Con ơi, trả con lại cho tao, trả lại đây mau lên, trả con cho tao. Con ơi, con là con tôi đâu rồi? Buông ra, đừng giết con tao mà. Đừng mà, đừng giết mà. Nó vô tội đừng giết đó mà. Con ơi, con tao đâu rồi? Hả? Con tao đâu? Con tao ở đâu rồi?
Con ơi. À, con tao đâu? Mày giết con tao hả? Con thấy không? Tao mét mẹ tao, mày đánh tao á. Mày giết con tao. Tao mét mẹ mày á. Trả con tao lại đây. Đi nhanh lên. Đừng giết nó mà. Đừng giết nó mà. Đừng mà. Con của tao, trả con tao lại cho tao. Đừng mà. Thưa các đồng chí, cấp trên vừa có công văn khiển trách đội chúng ta vì để mặt quỷ chết. Dựa trên sự việc xảy ra như vậy là do trách nhiệm của tôi. Tôi xin chịu kỷ luật việc này. Còn nhiệm vụ của các đồng chí bây giờ là phải nhanh chóng truy bắt cho bằng được tất cả các đàn em của mặt quỷ và Mỹ Trinh. Các đồng chí nghe rõ chưa? Rõ. Vô đi tụi bay. Chán quá. Mấy hôm nay cứ trốn chuồng trốn nhủi, không có tiền xài. Tao nghe nói là đại ca bị thương nặng lắm, chắc không qua khỏi. Thôi đi mày ơi, thân mày lỗ chưa xong, mày lo cho ông chi. Vô đi. Vô đi mày. Vô. Giờ tụi bay tính sao? Chưa có chừng nào á, mình thua đau như chuyện này. Tao thấy á, mày đứng ra làm đại ca đi, rồi kiếm chỗ khác cho anh em làm ăn. Thấy sao? Vô tụi bay. Rồi sao phải rửa hận mới được. Vô. Công an tới kìa tụi bay. Công an tới kìa. Chạy. Phải trả giá cho những tội ác của mình. Sáu, bảy, tiếp. Hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, xoay. Đó. À, xoay vậy nè con. Một, hai, ba, bốn. Đúng rồi. Năm, sáu, bảy, tám. Đúng rồi con. Quay. 5, 6. Lần nữa. 1, 2, 3, 4. Cái phòng này đi. 5, 6, 7. Tiếp. Dạ, dạ. 2, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Gắn thêm cho tôi cái tường ở bên trong. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8.
7, 8. Giỏi lắm. Tiếp tục như các chúng tôi mua các anh lắp thêm kiến cho các em tập. Rồi mấy anh coi diện tích căn phòng này cần lắp bao nhiêu cái máy lạnh là đủ. 2, 2, 3, 4. Cái này phải đợi các em tập xong, sau đó chúng tôi đo đạc lại rồi sẽ báo anh sau. Đúng rồi. Cũng được. Tạm thời tôi đưa trước số tiền này, các anh cứ tiến hành sửa chữa. Còn thiếu đủ gì tôi sẽ đưa thêm. Tôi biết rồi. Bây giờ tôi có việc phải đi. Mấy anh cứ ở lại coi, có gì cứ gọi tôi. Dạ, cảm ơn anh. Chào anh. Tục Quyên chú chờ cháu có lâu chưa? Không lâu. Mình đi thôi anh. Đi. Thank you.
em là một đứa con bất hiếu. Cho đến bây giờ em mới đến thăm mẹ. Tội nghiệp mẹ em quá. Anh nghĩ là mẹ em sẽ hạnh phúc khi biết em đến thăm. Cũng thật là trùng hợp, Phi Yến lại ở cùng với mẹ em. Mạnh Hùng đưa Phi Yến vào đây. Anh ấy muốn Phi Yến được yên tĩnh ở đây. Tội nghiệp cho cổ. Khi nào em đi Hàn Quốc? Tuần sau em đi rồi. Em còn 2 năm nữa là xong khóa học, nên em không muốn bỏ lỡ tương lai của mình. Với lại, trải qua tất cả những chuyện này, em cũng muốn đi xa một thời gian. Anh sẽ chờ em chứ? Cuộc đời của anh gắn liền với em rồi. Cho dù phải chờ bao lâu, anh vẫn chờ. Uống nước đi cháu. Dạ, cảm ơn chú Tư. Uống đi, cảm ơn chú. Xong hết rồi đó má. Má à, thôi trễ giờ rồi. Hay là mình cúng đi má. Dạ, nội. Mẹ. Đăng à, con có linh thiêng. Thì kêu thần nhân về đây với má. Dù sao má cứ coi nó là cháu nội của má mà. Nội, anh Nhân về kìa nội. Nhân. Nội.
con à. Hai đứa thắp nhang cho ba đi con. Hai đứa thắp nhang cho ba tụi con đi. Dạ, chào cán bộ. Anh vui lòng cho kiểm tra giấy tờ. Được rồi, mời anh. Dạ, cảm ơn anh. Về nhà, ngoài cho mẹ đang chờ. Mời anh coi mẫu. Ở đây có rất là nhiều mẫu, đa số là nhập từ nước ngoài. Anh coi tao đi. Tao thấy con nào cũng ngon. Tao thấy con gì cũng ngon. Coi đi. Cảm ơn anh. Có gì tụi này quay lại xem sao ha. Dạ, không có gì anh. Dạ. Đi nha. Dạ. Cảm dạ ơn dạ anh. Chào. Dạ. Mai em về nước, anh đón em nha. Mày sến bà cố luôn. Tao thấy mày si tình nặng lắm rồi nha. Giấu hả? Tao thấy hết trơn rồi giấu gì nữa. Ngày mai người đẹp về nước phải không? Chuẩn bị hoành tráng ở đón nàng đi. Thằng quỷ, mày nhiều chuyện quá, ra ngoài làm việc đi. Ngày mai đám cưới Thục Quyên rồi đó, mày chở Đông Vi tới đó luôn nha. Tao biết rồi. Ủa hả? Thằng Đạt đâu rồi? Sáng giờ sao tao không thấy nó?
Nó làm gì có tâm trạng mà làm việc nữa. Nó đi đâu sáng giờ mất tiêu rồi. Mày nhắn tin cho ai mà tao thấy mày suốt ngày nhắn tin vậy? Mới quen con ghệ Vĩnh Long, tối ngày nó nhắn tin tao riết à. Mày nhắn gì vậy? Cho tao coi với. Chắc là đó. Ê, bậy bậy bậy. Đưa đây, tao đang nhắn. Thằng này. Đưa đây. Để tao coi coi. Đây. Của tao. Mẹ, con đã thích nghi với cuộc sống bên này rồi. Mẹ đừng lo cho con nha. Bây giờ con nói tiếng Anh rất là giỏi. Con làm quen được nhiều người bạn nước ngoài. Họ rất là thân thiện. Thầy giáo dạy môn khiêu vũ cho con, nói con rất là có triển vọng. Con sẽ cố gắng tập luyện hết mình. Con thường xuyên nói chuyện với anh nha. Chuyện gì anh cũng kể cho con nghe. Hôm nay là ngày cưới của chú Dũng và Tộc Quyên phải không mẹ? Mẹ cho con gửi lời chúc hạnh phúc hai người đó nha. Con chuẩn bị đi học đây. Mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con nhớ mẹ và nhớ mọi người nhiều lắm. Con trai của mẹ, Thiên Đức. Má xong rồi. Má. Má ơi, má mặc áo dài đẹp quá. Má già rồi, đẹp gì không biết nữa. Nếu như hôm nay không phải đám cưới của con Quyên á, thì má không có ăn mặc vậy đâu. Cô Út ơi, xong chưa? Trời đất, mày đó hả lụa? Má thấy con đẹp không? Trời đất ơi, già rồi mà ăn mặc như con nít vậy. Trang điểm gì mà lòe lẹt. Bộ mày định nhắc ma người ta hả? Má, con thấy đẹp mà má. Trời. Má lúc nào cũng chê con hết trơn nè. Con thấy cái này được mà. Má ơi, bây giờ mình ra đón taxi tới thẳng nhà hàng luôn nghe má. Ủa, không chờ thằng Nhân với thằng Đạt hả chị? À, thằng Nhân nó ra sân bay đón Đồng Vi, rồi hai đứa ra nhà hàng luôn. À, còn thằng Đạt á, cô Út biết là bây giờ tâm trạng của nó ra sao rồi mà. Tội nghiệp con trai tôi, ai cũng có cặp có đôi, còn nó cô đơn mình giống y như tôi vậy á. Mày còn đứng đó ca cẩm gì nữa hả lụa? Bây giờ có chịu đi hay không? Dạ mình đi. Ừ, mình đi con. Dạ. Vậy mình bao đi thôi anh.
thể anh chị em nhà hàng Phương Nam xin gửi đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Và giờ đây cùng chào đón hai nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đó là chú rể Trần Dũng và cô dâu Lê Trục Quyên cùng bước lên sân khấu. Kính thưa quý vị quan khách cùng quý quan viên hai họ, tình yêu là món quà quý giá nhất mà con người nhận được của nhau. Hôn nhân là kết quả của một tình yêu chân thật giữa hai trái tim và hai tâm hồn. Cùng nhau chúc mừng cho đôi tân lang và tân gia nhân của chúng ta được mãi mãi bên nhau, trăm năm hạnh phúc. Chú rể Trần Dũng và cô dâu Lê Trục Quyên xin gửi tới quý vị lời chào trân trọng nhất. Tiếp tục chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời đại diện hai chủ hôn gia đình cùng bước lên lễ đài. Xin mời đại diện họ nhà trai. Và một tràng vỗ tay thật lớn đại diện cho họ nhà gái. Chúng ta đang cùng nhau chứng kiến hình ảnh chú rể Trần Dũng và cô dâu Lê Trục Quyên đang tay trong tay cùng nhau rót rượu champagne. Hương nồng vị ngọt như biểu tượng cho cuộc sống hôn nhân.